Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tháng 3 năm 2018. Chúng ta học tiếp phần lộ cận tử. Chúng ta đã đi qua phần khái niệm về lộ cận tử và sự chết. Chúng ta cũng đã nói đến cái nguyên nhân của sự chết. Thì chúng ta nhớ này, khi mà cái tâm chúng ta trong cái đời sống hàng ngày thì nó có những cái hoạt động thường xuyên. Phải nói là mình có đi ngủ, chứ còn cái tâm chúng ta không có đi ngủ, nó hoạt động suốt luôn. Và chúng ta đó có thay đổi cái sắc thân này, tức là trong cái luân hồi mà 31 cõi á, chúng ta có thân của chư thiên, chúng ta có thân của người, chúng ta có thân của súc sinh, chúng ta có thân của ma quỷ, của Atula, và ở cõi địa ngục thân chúng ta thay đổi, hình dáng nó có thay đổi, còn tâm thì nó chỉ đi theo con đường thiện và ác của nó mà thôi. Ví dụ khi chúng ta tái sanh bất cứ ở cái chỗ nào thì cũng đều trong mỗi kiếp sống chúng ta tạo tác. Và khi chúng ta tạo tác như vậy thì cái con đường thiện và bất thiện đó nó như một cái dòng thác mà nó chảy trong tâm của chúng ta, lúc nào nó cũng cuồn cuộn chứ không bao giờ nó ngưng nghỉ cả. Thì khi mà chúng ta còn sống đó, thì cái tâm chúng ta mà khi nó hoạt động đó, thì cái mà mạnh mẽ nhất khi nó hoạt động đó, nó hình thành một cái thói quen trong ứng xử của chúng ta. Khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc với các cảnh, và khi nó tiếp nhận các cảnh này như là một cái quả nghiệp đích thực của nó, thì nó sẽ có cách ứng xử. Và tất cả những cái ứng xử đó nó đều nằm trong cái tâm mà nó tạo tác đây. Nó gọi là động tốc, nó gọi là động lực, nó gọi là cái tâm tạo tác, nó gọi là cái tâm hành. Tức là những cái tâm này nó sẽ hình thành một cái thói quen ứng xử của chúng ta. Và cái thói quen ứng xử đó chính là nghiệp. Vậy thì cái giờ mà chúng ta lâm chung đó, ví dụ như đây là khi mà cái tử đây nó chấm dứt một cái sự sống thì cái tâm tục sinh nó liền có mặt đây. Như vậy chúng ta sẽ sống một cái kiếp sống cho đến khi là chấm dứt cái sự sống, là cái tử tiếp theo. Thì cái giờ phút cuối cùng ở trong cái cuộc đời của chúng ta đó, giờ phút cuối cùng, những cái sát na còn lại đây, mà cái hoạt động của tâm chúng ta nó nằm ngay cái chỗ cái động tốc này. Lúc này nó không phải là còn 7 cái động tốc mà nó chỉ có 5 cái tâm động tốc mà thôi. Đó là tâm Ravana. Chỉ có 5 cái tâm động tốc này thôi. Thì cái này nó gọi là lộ cận tử. Tức là cái dòng chảy của tâm thức mà nó hoạt động, nó mang cái tính chất tích cực tạo tác của nó, nó chỉ còn chảy có 5 sát na cuối cùng để đưa đến cái chết. Thì cái đó nó gọi là lộ cận tử. Và những cái hoạt động này nó ảnh hưởng cực kỳ lớn lao cho cái tái sinh đây. Cái tái sinh này là nó nối liền giữa cái kiếp đây. Ở đây nếu mà mình còn sống thì đây nó là cái kiếp hiện tại đây. Đây là kiếp vị lai. Và đây là những cái kiếp thuộc về quá khứ, hay còn gọi đây là những cái tiền kiếp. Tiền kiếp là những cái kiếp mà trước cái kiếp hiện tại này. Đây là tiền kiếp.
đây là cái kiếp hiện tại và đây là vị lai. Khi mà năm sát na cuối mà nó nằm trong cái động tốc này đây đó, nó hoạt động để mà cái tâm tử nó được khởi sanh lên và nó chấm dứt cái nhiệm vụ của nó, thì cái giờ phút cuối cùng này, năm sát na cuối cùng này, nó sẽ bắt những cái cảnh. Và những cái cảnh này chúng ta gọi là cái cảnh của lộ cận tử. Và cảnh của lộ cận tử này nó có một cái đặc điểm thế này, là khi mà nó bắt cái lộ cận tử này, nó bắt cái cảnh cận tử đó, bớt một chữ cho thôi dễ nhớ, khi cái động tốc mà nó ở năm cái sát na cuối trong một kiếp sống của mình đó, thì nó sẽ bắt cái cảnh cận tử. Và khi nó bắt một trong ba cái cảnh cận tử này rồi đó, thì giống như là nó in cái bóng của nó xuống cái tâm tục sinh. Và đây là một cái cách mà nó nối liền giữa quá khứ và hiện tại. Tức là khi mình tái sanh thì cái vị lai này nó trở thành cái hiện tại trong cái kiếp sống mới. Thấy không? Vị lai này đó là kiếp sống mới. Thì cái này nè, cái cảnh của cái cận tử khi nó bắt trong cái giờ lâm chung đó, thì nó sẽ in hình xuống trong cái tâm quả tục sinh, tâm quả mà đưa đi tái sinh, nó in hình xuống này. Và nơi đây nè, khi nó có mặt nơi đây, nó sẽ trở thành cái cảnh chủ và nó sẽ hoạt động suốt cho đến khi thân phải mặn chung. Cái cách thức của nó là như vậy. Để chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy từ cái tiền kiếp cho tới cái hiện tiếp cho tới cái vị lai thì nó nối bằng cái gì? Nó nối bằng nghiệp. Tất cả đều nối bằng nghiệp. Và nghiệp là gì? Nghiệp là cái ứng xử của chúng ta, nó trở thành cái thói quen. Và cái thói quen này nó in hình ở đâu? Nó in hình trong cái tập khí của mình, tập khí thiện và tập khí bất thiện. Hay nó rõ hơn, nó in hình trong cái tánh khí của mình, trong cái tâm tánh của mình, trong tất cả những cái mà gọi là cái cá tính của mình. Cái cá tính mình mạnh mẽ nhất thì nó hiển lộ cái tập khí mạnh nhất. Tập khí này đi theo hai con đường thiện và bất thiện. Và cái tập khí này chính là cái nghiệp mạnh nhất, khuynh hướng mạnh nhất nó đang chi phối ở trong tâm của mình. Và như vậy nó chảy suốt trong cái đời sống tâm linh của chúng ta. Cái mà tất cả chúng ta đây đó nằm trong cái vô minh đó, là ở chỗ đó chúng ta không nhận định ra được cái vấn đề này. Cho nên á, những cái tốt khởi lên ta cũng nghĩ là mình, mà những cái không tốt khởi lên ta vẫn nghĩ là mình. Cái tu tập trong cái đạo Phật có dạy chúng ta như thế này: phải khởi lên một cái tâm thiện trí. Nó có một cái năng lực là khi những pháp thiện khởi lên, chúng ta biết pháp thiện đang khởi lên. Những cái pháp bất thiện khởi lên, chúng ta biết pháp bất thiện khởi lên. Đó là cái mà chúng ta đây phải rèn luyện, phải huân tập luôn luôn. Bất cứ một sát na nào mà chúng ta có thể khởi lên được một cái ý thức để nhận định rõ rằng tâm chúng ta đang khởi lên cái gì, cái thiện hay cái bất thiện này đây, chính là cái mà chúng ta phải rèn luyện. Để làm si, để làm chi? Để chúng ta thoát khổ. Và đây là cái con đường mà chúng ta đi tìm cái hạnh phúc đích thực cho chính mình. Còn tất cả những cái mà chúng ta thọ hưởng, những cái dục lạc ở thế gian này đó, nó là một cái từ ngữ mà chúng ta nên gọi cho nó đúng,
để chúng ta khảo sát nó, chứ chúng ta không có theo những cái từ ngữ mà người ta miêu tả trong cái đời sống, nhất là trong thơ văn, trong những cái mà thuộc về nghệ thuật đó, người ta miêu tả đó, người ta nói là hạnh phúc. Nhưng mà tất cả những cái từ ngữ đó đặt trong ngoặc kép. Hạnh phúc này đặt trong ngoặc kép bởi vì sao? Bởi vì cái nghĩa đích thực của nó là sự thỏa mãn. Và khi đó cái thỏa mãn nó đem đến cái hài lòng, đem đến sự thích thú. Thì chúng ta ngỡ rằng đây là hạnh phúc. Và cái ngỡ này chính là cái tưởng sai. Và nếu như chúng ta đây á, bám chặt vào trong này, chúng ta muốn nó được tái tạo lại để được tái hưởng thụ, thì lúc đó cái tưởng chúng ta không những nó sai lệch mà nó đi tới đảo điên. Và cái này nè, nó làm cho tất cả những gì mà nó đi qua trong cái cuộc đời của chúng ta đó, mà chúng ta nếm trải, mà chúng ta gọi là hạnh phúc trong ngoặc kép đây, nhưng mà thật sự nó là sự thỏa mãn đây. Nó chỉ là một cái bóng dáng, nó gọi là hào nhoáng ở bên ngoài, nhưng cái thực chất ở bên trong nó là tất cả những cái thăng trầm, những cái chìm nổi, những cái mà cái trong tâm của chúng ta đó, lúc nó đi lên đỉnh cao và lúc nó rơi xuống cái địa ngục. Nó đi bằng một cái con đường bất an. Nó không phải là một cái đường hình sinh đều đặn, thế là nó không đi được con đường đều đặn, mà nó đi một cái con đường trời sụp. Và khi nó lên cao thì chúng ta nghĩ đây là cái đỉnh của hạnh phúc. Còn khi nó xuống thấp á, thì chúng ta nói nó là tận cùng của sự khổ đau. Và khi người ta rơi từ cái đỉnh này xuống đây đó, nó là cái con đường chông chê, nó là cái con đường cô quạnh, và nó là cái con đường mà chúng ta cảm thấy lạc lõng bơ vơ. Tất cả những cái trạng thái này nó đều là những cái trạng thái thuộc về những cái pháp bất thiện. Vì nơi đây nè, tất cả sự thỏa mãn này nó chỉ là hỷ tham hoặc là tham hỷ mà thôi. Và nó đi như thế, nó tăng lên, nó tăng cái chiều hưởng thụ của nó lên, nó tăng lên. Nó chỉ đi con đường đó thôi. Và con đường đối nghịch của nó là sự khổ đau. Cho nên cái khi chúng ta biết được cái chân lý về tâm linh, và chúng ta hiểu thế nào là cái hạnh phúc đích thực, thì cái hạnh phúc đích thực nằm ở chỗ là chúng ta thấy biết tất cả những thứ này. Và cái mà đưa chúng ta đây đó, thoát khỏi những cái cạm bẫy của chính mình. Chúng ta thường nói cạm bẫy của người khác dâng ra, nhưng đích thực là cái cạm bẫy của chính mình đã dâng ra. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta đó nuôi những cái ảo ảnh trong cái đời sống của mình, mà mình gọi đó là những cái chuẩn mực, những cái tiêu chí mà mình đã đặt ra. Ví dụ người ta chơi với bạn, người ta nghĩ là cái người bạn của mình phải thế này, thế này, thế này. Đó là cái chuẩn, cái tiêu chí mình đặt ra. Mình có con, mình muốn con mình phải thế này, thế này, thế này. Nó có cái chuẩn, cái tiêu chí đặt ra. Mình có người hôn phối, mình muốn đặt cái chuẩn như thế này. Thậm chí mình đi vào trường học, mình cũng đặt thầy cô giáo vào trong cái chuẩn thế này. Mình đi vào chùa, mình cũng đặt tất cả người xuất gia vào trong cái chuẩn, cái tiêu chí của mình. Và khi mình đặt ra trong một cái thoáng nào đó, mình thấy nó đáp ứng được, và mình nghĩ rằng mình đã gặp được rồi, mình cảm thấy thỏa mãn, và cảm thấy như thế là rất hài lòng, và cảm thấy như thế là tốt đẹp nhất. Và mình đưa mình lên đến cái đỉnh cao. Và sau đó cũng chính mình đó,
nhận ra, cũng chính mình khám phá ra rằng đó là nó không phải vậy, mình sẽ tự tuột xuống. Cho nên gọi là tự sinh và tự diệt ở trong tâm mình tất cả những cái ảo ảnh mà mình đã đặt ra cho cái mà mình gọi là mình đi tìm cái hạnh phúc của mình. Không có cái điều đó, chúng ta hãy quan sát lại để chúng ta đó không có hận thù, cũng không có trách móc những cái đối tượng mà chúng ta đưa lên thần tượng, những cái đối tượng mà chúng ta cho rằng lọt vào trong cái chuẩn của chúng ta. Tại mình cho người ta lọt vào chứ không phải người ta muốn lọt vào. Con mình sanh ra nó cũng muốn lọt vào cái chuẩn mà mình mong muốn đâu. Nó cũng sống cuộc đời của nó thôi. Nhưng mà mình muốn những cái con mình nó phải lọt vào trong cái chuẩn của mình. Mà cái người hôn phối của mình chỉ là bạn đời của mình chứ không phải cái người mà rơi vào cái chuẩn của mình. Người xuất gia cũng vậy. Người ta xuất gia, người ta có nghiệp riêng của người ta chứ không phải người ta tu để thỏa mãn cái chuẩn của mình. Để trong cái đỉnh cao hài lòng của mình đó, thì mình tán dương. Và đến khi mà mình chán nản rồi thì cũng chính cái miệng mình tạo những cái ác nghiệp. Chứ còn người ta vẫn thế thôi. Hồi trước mình nhìn cái người hôn phối mình thấy như thế này, bởi vì lúc đó cái ảo ảnh của mình cho mình thấy cái này mình mới ưng người ta. Bây giờ về sống chung rồi cởi cái áo ra mới biết trời đất ơi ghẻ không. Tại mình nhìn không thấu, mình thấy không kỹ. Rồi bây giờ cũng chính mình đó đưa mình vào trong cái tuyệt vọng này. Và khi mình tự tử mình chết đó là bởi vì mình đã đưa mình đến cùng tận của cái tuyệt vọng. Mình không mở ra cái lối thoát của mình, chứ không phải người ta đẩy mình vào tuyệt vọng. Tất cả những nhân tố bên ngoài nó đều có một cái lực tác động cả. Khi nó xuất hiện trước mắt chúng ta, nó là quả nghiệp của chúng ta, thì bao giờ nó cũng có một cái lực tấn công vào. Luôn luôn có một lực tấn công. Tại sao vậy? Tại vì tất cả những gì mà chúng ta reo rắc trên cái đường luân hồi từ vô lượng kiếp chúng ta, nó trở thành một cái dòng chảy thuộc về thiện và bất thiện này đây này. Chúng ta đã gieo xuống cực kỳ mạnh mẽ, gieo mạnh lắm. Và chúng ta hãy nhớ rằng nghiệp và quả nghiệp đó cũng giống như chúng ta đứng đây mà chúng ta soi cái tấm gương. Thì cái thân hình chúng ta đây chính là cái thực thể về nghiệp mà chúng ta gieo xuống. Và chúng ta nhìn thấy trong gương những gì chúng ta gieo xuống rõ ràng như vậy thì quả nghiệp nó sẽ trổ y như vậy. Nhưng nó thay đổi. Nó thay đổi chỗ nào? Giờ đây chúng ta gieo xuống, chúng ta là người chủ động và kẻ khác là nạn nhân. Bây giờ đến khi chúng ta gặt cái quả đó thì chúng ta đây là nạn nhân và người khác trở thành là cái người gieo nghiệp. Dẫu cho mình đây không chấp nhận, dẫu cho mình đây biện luận bất cứ cái gì đi nữa thì đó là chuyện riêng của mình. Còn chân lý này không có thay đổi. Bao giờ chúng ta nhận ra được thì chúng ta kết thúc. Chúng ta không nhận ra được là thôi. Cái này bất cứ khi sư cô giảng tới một cái điều gì đó thì cái chân lý này đều phải nhắc lại, vì nó in hình với miệng. Cho nên phải nhớ rằng khi chúng ta hành xử từ trong cái suy nghĩ của mình, từ trong cái lời nói thầm hoặc là nói phát ra, từ trong cái ứng xử lộ liễu hay ứng xử thầm kín của chúng ta, thì tất cả những cái điều này sở hữu tưởng đều ghi lại như những cái thước phim. Và trong những cái thước phim đó, chính chúng ta là kẻ chủ động. Và chưa biết trong cái hiện tại này hoặc là trong cái đời kiếp nào đó thì những cái thước phim này nó quay trở lại, nhưng nó thay đổi vai trò. Và giờ đây chúng ta là nạn nhân. Cũng như khi những cái điều lành chúng ta gieo xuống thì chúng ta chủ động, chúng ta làm điều lành. Những cái thước phim này nó ghi lại. Và đến lúc nào chúng ta tiếp nhận thì chúng ta đây đó sẽ được cái người mà giống y như ta, có cái tâm lành như vậy, ứng xử với ta. Bây giờ mình sinh ra mà cha mẹ bỏ bê mình,
không có thương yêu, không có săn sóc mình đầy đủ. Hoặc là trong đám con 5 đứa, 7 đứa vậy đó, cho mất 1, 2 đứa. Thì mình sẽ trách. Mình hỏi tại sao mà nuôi mấy đứa kia được mà không nuôi mình được. Quý vị đây chắc là đều có đọc qua cái chuyện tắt đèn của Nguyễn Tất Tố. Thì trong nhà trường khi mà dạy đó thì đều dạy cái tốt của chị dậu thôi. Nhưng mà xưa cô gặp một cái bé, mẹ nó dẫn tới để cho nó nói. Nó nói: cô à, tại làm sao đó mà cái má dậu đó không có đi ở đợ đi, mà bắt nó mới có 7-8 tuổi đi ở đợ rồi người ta phải cho ăn cơm chó vậy. Tại sao ba với má thì ở chung một nhà, em cũng ở một nhà mà chỉ một mình bạn đó là phải đi ở đợ vậy? Người lớn có thể đi ở đợ được mà sao không đi bắt con nít đi? Vì hãy nghe đi, nghe chính những cái đứa nhỏ khi mà nó nghe giảng cái tác phẩm đó trong trường đó, nó không nghĩ như là mình nghĩ đâu, bởi vì nó thương bạn nó. Sao vậy? Không thể hiểu được. Tại sao người lớn không đi làm cái chuyện này? Người lớn lại được tối ở chung một nhà, ăn cơm một nhà, sum họp vậy mà chỉ một mình nó bị tách ra, đơn lẻ vậy, phải ở trong cái nhà đó mà nuốt từng cái hạt cơm mà rơi nước mắt xuống. Tại sao phải vậy? Tại sao người lớn xử sự như vậy? Đó là cái bài toán không giải được trong suy nghĩ của trẻ con. Và ngay chính cái đứa trẻ như vậy, nó sẽ không giải được, suốt đời nó cũng không giải được. Và như vậy nó có trách không? Như vậy nó có oán không? Như vậy nó có khổ đau không? Nếu chúng ta đây là đứa trẻ đâu. Nhưng mà ngày nào chúng ta gặp được giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta thấy cái gì? Cái hình ảnh mà ngày hôm nay mình là cái đứa trẻ đó, vừa nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ em, nhớ cái nhà, cái cửa của mình, cái chỗ sinh sống quen thuộc của mình. Bây giờ mình đến một cái nhà rộng rãi, tốt đẹp hơn, nhưng mình là dòi bỏ trong cái nhà đó. Người ta khinh miệt, người ta chà đạp mình. Có bao giờ mình nhận ra rằng chính cái này mình đã tạo tác ra không? Nếu mình nhận ra chính cái bi kịch mà mình đang nhận đây đó do mình tạo tác, thì mình thôi không có trách cha trách mẹ, và mình thôi không có hỏi tại sao, mà mình hiểu đây là quả nghiệp. Khi chung sống với nhau, mình đã đối xử hết lòng với người bạn đời của mình, mà ta cắm trên đầu mình không biết bao nhiêu cái sừng đó, mình rất là đau khổ. Mỗi người ứng xử một cách khác nha. Người ta thương yêu nhau, người ta gắn bó với nhau. Rồi đến ngày làm lễ cưới, thì ngay cái giờ làm lễ cưới vừa xong, dàn dòng vừa thu hết, thì cái người vợ của mình đó ôm hết tất cả ra đi mà mình không hay. Đến khi mình vô thì tất cả không còn ai hết. Và bây giờ thì không thể nào tái lập cái chuyện mà sẽ nghĩ đến ai đó và làm đám cưới. Và cái đau khổ này kéo dài, không có bài toán giải. Tại vì mình cứ hỏi tại sao, tại sao. Và mình nhớ lại người ta thân thiết với mình như thế nào, người ta nói lời gắn bó mình như thế nào, đã cùng nhau nghĩ tới cái chuyện tổ chức lễ cưới ra sao, những cái năm tháng chung sống có những cái giây phút mặn nồng ra sao. Người ta có hỏi tại sao, người ta có hỏi tại sao. Và người ta, nếu người ta quá tin tưởng vào cái người bạn đời của mình, người ta hỏi ai xúi, ai biểu, ai gài bẫy, ai đưa vào cái thế này, ai bỏ bùa mê thuốc lú để cái người này đối xử với tôi như vậy. Tất cả những gì mà chúng ta đặt câu hỏi đó, nó chỉ là một nguyên nhân gần. Bất cứ sự việc gì xảy ra, nó đều có nhân của nó. Và cái nhân của nó còn gọi là cái nguyên nhân, tức là cái nhân ban đầu của nó, cái nhân gốc của nó. Cái nhân này nè, chính là cái hạt giống.
Thì nó có hai loại, một cái loại trực tiếp, nó gọi là nguyên nhân gặp, một cái loại gián tiếp, nó gọi là nguyên nhân xa. Cái nguyên nhân gần, cái nguyên nhân trực tiếp là cái người này đó phụ rẫy mình để ra đi. Cái nguyên nhân gián tiếp này đó nó nằm ở trong tiền kiếp. Và cái nguyên nhân gián tiếp này, cái nguyên nhân xa này đó là trong tiền kiếp, người này đã làm như thế nào, chính mình đã làm y như vậy. Nếu mình nhận ra, nếu mình thấy được, nghĩ cho sâu xa thì mình hiểu đây là quả của tà dâm. Và mình sẽ làm sao để chấm dứt quả tà dâm này. Cho nên chúng ta đi theo đạo Phật để chúng ta thoát khổ. Nhưng mà chúng ta không có chấp nhận những cái chân lý về tâm linh này đó, thì Đức Phật không phải là cái người ban bố hạnh phúc cho chúng ta. Mà người ban bố chúng ta cái cách thức để chúng ta rọi đèn vào trong những cái góc tối tâm tư của chúng ta, cho nó sáng ra mà chúng ta không chìm trong bóng tối. Đức Phật không có giúp, không có làm thế cho ai cả. Tại vì tất cả những gì mình ứng xử, nó gieo xuống thành nghiệp của mình. Chính mình là cái người cột, cái người thắt, cái người quấn, cái người cuốn. Thì giờ đây đường đi nước bước để tháo ra, chính mình là cái người tháo ra trong tâm của mình. Không ai tháo ra cả. Còn cái cách thức thì Đức Phật dạy cho chúng ta. Bởi vì Đức Phật là cái người làm hiển lộ cái chân lý về tâm linh. Do cái người này nè, đã quan sát, đã tu tập 4 A tâm kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp mới có thể soi sáng để hiển lộ cái chân lý về tâm linh. Giống như bây giờ mình là một cái quốc gia đang phát triển, thì bây giờ những quốc gia mà người ta đã gọi là phát triển rồi, tức là người ta đang ở trên cái đỉnh của văn minh, thì bây giờ đây tất cả những cái công trình mà người ta đưa ra để người ta chế tạo món này, món kia, món nọ để làm giàu cho cái đời sống, thì bây giờ chúng ta nên lấy cái công thức đó về chúng ta ứng dụng. Chúng ta ứng dụng cho thành công thì về cái lợi lạc chúng ta rất lớn. Chứ không phải giờ đây chúng ta mày mò để khám phá nữa, mà chúng ta nên ứng dụng 4 A tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Thì cái vị này đó đã làm hiển lộ chân lý tâm linh. Bây giờ đây người ta cho không những cái công trình phát minh này đây, thì chúng ta nên học hỏi những cái này và chúng ta ứng dụng. Mình không có ai muốn đau khổ cả, ai cũng muốn hạnh phúc. Nhưng mà mình không có tìm cái hạnh phúc đích thực. Cái hạnh phúc mà nó viết bằng chữ qua đây, hạnh phúc đích thực viết bằng chữ qua nằm trong sự sáng suốt của mình. Đó là mình ý thức rõ, thấy rõ, biết rõ những gì đang xảy ra trong tâm, đang thôi thúc mình, đang dẫn dắt mình, đang điều khiển mình đây. Phải thấy rất rõ những cái gì chúng ta tiếp nhận ngày hôm nay, cái điều lành cũng như điều không lành, chúng ta phải quan sát để thấy rõ cái gì. Chúng ta thấy rõ cái nhân này nè, nhân trực tiếp là nhân gì và nhân gián tiếp là nhân gì. Chúng ta cho rằng cái nhân trực tiếp này đó chính là cái nhân mà thuộc về sâu xa này, mà chúng ta không truy tìm ra, cho nên là chúng ta mới đổ hô cho nhiều thứ, đổ hô cho ai xúi bảo, đổ hô cho hoàn cảnh, đổ hô cho tất cả mọi thứ. Chúng ta đổ hô ra, trong khi nó chỉ là cái nguyên nhân gần mà thôi. Ví dụ như nhiều người, cái lúc mà còn khó khăn đó, thì gắn bó với nhau, chung lưng đấu cật để mà chèo chống, mà giữ vững cái gia đình,
mà nuôi con cái nên người. Bây giờ khi của ăn của để có rồi, con cái đã nên người rồi, thì cái lúc đây đó, bây giờ tới cái lúc này nè, một trong hai người đó không có còn gắn bó nữa. Thì chúng ta tin tưởng cái người bạn đời của mình, cho nên mình nói rằng tại vì người ta thấy trong túi người này có tiền, cho nên người ta thương cái túi tiền mà người ta đến, người ta giăng bẫy để mà bắt cái người này đi thôi. Hoặc là cái hoàn cảnh xã hội nó bày ra nhiều cái chuyện ăn chơi quá, nhiều cái chuyện mà cám dỗ quá, cho nên cái người này mới bị cám dỗ mà thôi. Thì tất cả những điều mà chúng ta đặt vấn đề đó ra thì nó đều đúng, nhưng mà nó nằm ở cái nguyên nhân gần. Nó nằm ở nguyên nhân gần. Những cái lý giải của chúng ta nó đều nằm trong cái nguyên nhân gần. Những cái nguyên nhân xa mà chúng ta không thấy, đó là chính trong nhiều kiếp chúng ta đã phạm giới này. Phạm giới này. Cũng như đây, tất cả những người phạm vào trong cái giới thứ nhất là phá thai, dù là nam hay nữ đó, thì những cái dông trẻ nhỏ đó nó dẫn bám vào những người đó. Và nó hỏi tại sao? Và nó đau khổ không nguôi. Và khi nó đau khổ vậy thì người cha, người mẹ nó hoặc người nào tham gia trong cái chuyện đó thì cái tâm người ta luôn bức xúc. Và bình thường đó thì người ta rất là hiểu biết, nhưng mà khi đụng cảnh vào đó thì người ta nổi nóng dữ lắm. Nóng nó nổi, mình thấy mình nóng mà mình kìm không được. Rồi mình nóng xong rồi đó, mình hối. Và mình nói rằng là thôi đừng có nóng nữa, nóng vậy là không được đâu. Nhưng mà đụng chuyện nó vẫn nóng. Tại sao vậy? Vì cái đau khổ, cái bức xúc của những cái đứa nhỏ này nó đẩy cái vấn đề. Và như vậy nó sẽ hình thành một cái mối dây đau khổ đối với nhau. Nó đi luân hồi không biết bao nhiêu kiếp. Và chính cái người nào mà đã làm cho chết nó như vậy đó, mà không có ý thức ra, thì nó sẽ làm cho mình cũng phải rơi vào trong cái nghịch cảnh đó để đau khổ như vậy mà biết. Người ta không có nhận ra. Và đau khổ cứ gieo với nhau, chằng khít cứ nối với nhau. Cho nên chúng ta học giáo pháp đó, không phải một sớm một chiều chúng ta thành Phật, cũng phải có thể hạ thủ công phu mà thành Phật được đâu. Nhưng chúng ta ý thức rõ những cái điều này nè, để mà chúng ta lần lần đó chúng ta sáng ra. Và chúng ta tự giải mã những cái bức xúc ở trong cái tâm mình. Còn nếu không đó, không có ai giải được đó. Tại vì cái lúc mà chúng ta phừng phừng cái lửa giận lên đó, mà chúng ta thấy biết và chúng ta sám hối liền thì nó xuống. Còn chúng ta thấy rồi mà chúng ta kìm không được là bởi vì cái lửa này nó quá lớn, nó thiêu đốt hết, không còn thấy cái gì hết. Làm xong rồi hối, lại là pháp bất thiện nữa. Rồi hối rồi đụng cảnh là làm nữa, bởi vì nó không phải một mà nhiều cái yếu tố kích thích vậy. Kích thích vậy. Hoặc là khi mình dự tính mình làm cái gì đó, mình đều bị ngăn cản hết. Cản hết. Vì mình cản người ta ra đời mà. Cái đó là cái lớn nhất của người ta mà mình cản, mình không cho người ta ra đời mà. Thì bây giờ mình làm bất cứ cái gì đó, người ta cản là để làm chi? Để mình học cái bài học biết thế nào là cản trở, biết thế nào là ngăn chặn cái con đường sống của người ta. Cho nên mình làm đâu nó sụp đó, làm đâu sụp đó, làm đâu sụp đó. Rồi bây giờ nè, trong tất cả những người thân mà mình sống đây nè, họ gieo thương tổn cho mình, chính mình cũng gieo thương tổn cho người ta. Để mình học cái gì? Mình học thế nào là tan nát? Vì người ta đã tan nát cái sắc thân của người ta, và ta cũng tan nát luôn cả cái con đường tái sanh làm người của người ta. Đó là hai cái bài học mình phải nhận cho ra, phải sớm hiểu biết. Còn nếu không á, mình sẽ đặt câu hỏi tại sao, và mình sẽ vướng mắc vào trong cái nguyên nhân trực tiếp. Mình sẽ nói
Hồi đó tôi đâu có muốn làm như vậy, tại người này, tại người này, tại hoàn cảnh, tại tại. Đó là nguyên nhân gốc. Còn cái nguyên nhân sâu xa phải tự mình nhìn ra. Nhưng mà dẫu cho mình có biện luận cách nào đấy, thì mình cũng phải hiểu ra rằng đó, tất cả chỉ vì mình ích kỷ. Mình chỉ nghĩ tới mình là chủ yếu, còn mình không nghĩ tới một cái sinh linh bé nhỏ nó cần sự sáng. Hãy suy nghĩ rồi. Và tất cả những ai làm thầy thuốc mà đoạn mạng sống của chúng sinh khác là đi ngược lại với lời thề của người thầy thuốc. Và khi đi ngược lại thì cái hậu quả đó không lường được. Và dẫu cho mình nói đây là bổn phận, dẫu đây mà nói đây là công việc cần thiết, nhưng hãy xem xét lại để mình biết rằng nó có thật cần thiết không. Và vì người ta không ý thức cái gì, người ta không ý thức mỗi người sanh ra có nghiệp của mình. Còn nó đến với mình là duyên. Cái duyên nó gá vào để nó ra đời và nó sống theo nghiệp của nó. Còn mình á, tạo cái nghiệp lành là giúp đỡ cho người ta. Mình không tạo cái nghiệp lành mà mình bóp nghẹt cái sự sống của người ta. Bao giờ mình ý thức được cái điều này, nhận thức rõ cái điều này để mà sám hối, để mà thành tâm mà giúp đỡ cho người ta được tái sanh lần nữa. Yêu đương, hạnh phúc nó đồng nghĩa với thỏa mãn. Mà ta tái lập cái sự thỏa mãn này, nó chỉ là tham thôi. Và đến khi nó ngăn chặn những cái sự hài lòng của người ta, thì cái ác khởi lên không hề biết. Đó là diệt. Thế thì thấy con đường của thế gian chưa? Và người ta ác không biết mình là. Và cái khoa sản nó có những cái từ ngữ rất là màu mè. Đó là kế hoạch hóa gia đình. Đó là hút. Đó là chưa có hình thành một con người. Thưa quý vị, rồi chúng ta đây đã hiểu rồi và chúng ta cũng sẽ học. Là nó chưa tới một giây đồng hồ. Nó chỉ mới có 14, 15 sát na thôi, nó đã máy động rồi. Là câu thông nó đã nắm rồi. Mà trong khi nó là cái gì? Giữa cái tinh cha quyết mẹ đó, thì nó giống như nó nhỏ hơn là một cái chút hạt xương mà nó dính trên cái đầu ngọn cỏ mong manh đó, nhỏ xí xí như thế. Mà nó nhớ nha, một giây đồng hồ 250.000 tỷ sát na, mà bây giờ nó chới mới có 15 sát na, nó đã máy động rồi. Và một sát na đầu tiên nó đã in hình nam hay nữ. Một sát na đầu tiên nó in hình tất cả lục căn này. Một sát na đầu tiên hệ thần kinh đã xong. Và từ đó nó chỉ có phát triển lên thôi. Đây là cái hạt xoài. Chúng ta đâu có biết cái chỗ nào nó sẽ lên cái rễ, chỗ nào là cái thân, chỗ nào cái lá, chỗ nào là cái bông. Nó là cái hạt xoài mà mình không biết. Nhưng những người nghiên cứu khoa học ta biết. Đây chỉ là một cái giọt máu nhỏ không ai biết, nhưng mà dưới mắt của bấng toàn giác thì người ta biết rất rõ. Và như vậy, cái hạt xoài này chỉ cần trong điều kiện phân nước và thời tiết đầy đủ, nó sẽ lên cây xoài. Cái nhỏ xíu trên cái đầu ngọn cỏ này, chỉ với cái điều kiện, những cái duyên đầy đủ của nó sẽ hình thành một con người. Còn chúng ta hủy diệt một cái mầm sống mà chúng ta nói rằng là chỉ là điều hòa kinh nguyệt, những cái từ ngữ đó để cho người ta giết người một cách dễ dàng mà thôi, người ta tạo cái ác nghiệp đó không có gớm tàn, cái hậu quả là không lường được. Sư cô gặp một cái cô đó,
trẻ, bốn mấy tuổi thôi. Thì cô ấy làm bác sĩ sản khoa thì cô biết, nhưng sư phụ không biết. Sư phụ nói: ô cô ơi, sao con nít nó đeo cô quá trời quá đất vậy? Thì sư cô mới nói cổ là bác sĩ sản khoa. Thì sư phụ nói: cô phá thai hả? Cô gật đầu. Hỏi bao nhiêu rồi? Cô nói đếm không hết. Cô còn cười. Cô nói chuyện nó bình thường mà đâu có cái gì, mấy sư cô lo quá. Cho người ta chỉ thấy có một cái yếu tố thôi, chỉ cái hiện tượng bên ngoài thôi, người ta không thấy cái bản chất nó, cái gì là chi phối cái hiện tượng này, người ta không nhìn thấy đâu. Đến khi người ta nhận cái quả đó, người ta sẽ đau đớn và ta rên xía. Cái quả đó chỗ nào? Khi người ta tái sanh lại làm người trong bụng mẹ thì cũng có người giết người ta như vậy. Và người ta đau đớn, người ta rên xía, người ta bám vào mẹ người ta bám vào người để giết người ta. Và người ta cũng tạo những cái điều bất hạnh cho chính người ta tiếp theo. Mình thấy con đường luân hồi ghê gớm chưa? Tất cả nó nằm trong gì? Nằm trong nghiệp này. Và trong cái giờ lâm chung ở đây nè, những cảnh đó trở lại. Để làm chi? Nó tiếp tục một cái đời, một cái kiếp sống mới. Và như vậy, nó sẽ lâm chung và nó tiếp tục cuộc sống mới. Nó sẽ lâm chung và nó tiếp tục cuộc sống mới. Và nó đi như thế, không có ngưng nghỉ trừ khi mình hiểu biết. Tại vì cái sự hiểu biết của mình nó soi sáng. Và có bao giờ chúng ta nghĩ thế này? Khi mình nhận thức rõ được trong tâm của mình thế nào là cái phần thiện, thế nào là phần bất thiện, mình có nghĩ bao giờ đây chính là thiền tứ niệm xứ của Đức Phật không? Thiền của chính Đức Phật đó, nó rất là rõ và rất là gọn như vậy đó. Và chúng ta có hành trì để thấy không? Chúng ta thấy có cần thiết không? Thì chúng ta biết. Khi mà chúng ta nói tới cái phần thứ hai đó, là chúng ta nói khi người ta chết như cái cây đèn dầu vậy đó, cái tuổi thọ nó hết, có nghĩa là cái tim đèn nó hết rồi thì nó phải tắt thôi. Mặc dầu cái dầu nó còn đây mà cái tim bất nó ngắn quá thì nó phải chết thôi. Và cái tim nó ngắn quá mà nó phải chết đó, nó chết trong cái thai bào đó, phải không? Nó ngắn nhất một vài giờ, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. Nằm trong chỗ nào? Nằm trong cái nghiệp, quả nghiệp. Nó thuộc về giới sát, nó hiện ra. Thì cái tuổi thọ này chết trong thai bào. Và có người lại nói như thế này mới nói lạ lùng. Nói nếu mình như vậy đó, nếu mà nó, cái nghiệp của nó phải chết trong thai bào như vậy, mình giết cũng có người giết nó. Phải, nhưng mà tại sao người đó lại là mình? Mình nói đi, tại sao người đó lại là mình? Cũng như ta nói này, thịt cá bán ngoài đường, ngoài chợ đó, mình ăn rồi cũng bỏ đi thôi chứ làm gì? Mình ăn người khác ăn. Ủa tại sao mình lại phải ăn? Còn cái chuyện nó bỏ đâu có dính dáng gì tới mình đâu. Đó là do cái suy nghĩ của mình thôi. Cho nên chúng ta đó, sống thọ hay không thọ, thì nhìn thấy cái giới thứ nhất của mình nó nằm trong cái tuổi thọ đây. Và ngay cả bây giờ mình sống tới cái tuổi nào đó mà mình thấy nay đau, mai bệnh, mai mổ, mai xẻ đủ cái mọi thứ, cũng nhìn ra đây, nhìn trong cái giới thứ nhất của mình nó nằm chỗ này, thọ đó. Nhìn như vậy để biết hiện kiếp này mình làm gì, thì đường tái sanh của mình đó, nó theo cái giới thứ nhất đó mà nó định hình. Để chi? Để mình có bị giết trong thai bào, mình thôi không có oán hận cái người đã giết mình, mà mình sám hối. Cha mẹ đưa vào trong chùa thì ở trong chùa để phụ với ông bà cô bác trong đó, mà làm phước ở trong đó, để mà tu tập, nghe kinh, nghe pháp trong đó, để mình tái sanh làm người. Thôi không có dằn vặt nữa,
thôi không có đau khổ nữa, thôi không có bám víu nữa, thôi không có hận thù nữa, thôi không có bức xúc nữa. Thoát. Thấy thế không? Cho nên mình đâu có biết mình chết vào cái giờ nào đâu. Và mình chết ra làm sao đâu. Nhưng mà nghiệp của mình đây, những gì mình gieo xuống nè, nó quyết định. Quyết định trong cái tuổi thọ mình được bao nhiêu và chết bằng cách gì, chết ra sao. Tại sao vậy? Mình đã đưa người khác tới cái chết ra sao và bằng cách gì? Tất cả những điều đó mình còn nhớ. Nó nằm trong sở hữu tư của mình và nó in trong sở hữu tưởng của mình. Và vì vậy, nghiệp quyết định tuổi thọ này, nó nằm ở đó. Bây giờ tới thứ hai là giàu. Giàu. Tất cả những gì mình tạo xuống, nó là thiện nghiệp, thì cái giàu này nó tốt mà nó nhiều. Nếu nó thuộc về nghiệp bất thiện, thì cái giàu này vừa xấu vừa ít. Cho nên khi cái tim nó có về đi nữa, mà cái giàu này á, nó ít hoặc nó xấu, thì cái đèn nó cũng không có sáng được. Và có khi nó nặng nề á, là cả hai thứ này, tim giàu đều ít hết, thì nó cạn rất là nhanh. Và cái thứ ba nó vẫn nằm trong nghiệp sát. Đó là giàu có đầy đủ, tim có đầy đủ, sự sống phơi phới đang lên. Nhưng mà cái quả của nghiệp khác khi nó phát sanh lên á, nó đoạn ngang cái mạng sống của mình. Cho nên nó gọi là đoạn nghiệp hay còn gọi là sát nghiệp. Nó cắt đứt ngang sự sống. Và trên thế gian này mọi người đều nói rằng chết như vậy là chết oan chết đức, chết như vậy là chết bất đắc kỳ tử. Nhưng không có oan đức. Tất cả đều do quả nghiệp. Sự sống ta đang lên mình đoạn ngang, ta lỡ ra lỡ lại, mình bắt lên mình lấy cây chọt trên đầu từ ra làm sao để nướng ăn, mình cắt cổ mổ bụng người ta, mình đoạn ngang cái sự sống người ta, cái đó có vô lý không? Thì bây giờ mình cái sự vô lý đó nó xảy ra cho mình nói mình oan ức là oan ức cái gì? Nhìn đi, nhìn tất cả những cái hành động của tất cả chúng sinh sống trên cái quả địa cầu này, chúng ta thấy đây con cá lớn nó nuốt cá bé, con cọp nó cũng ăn thịt cái con vật hơn, nhưng nó chưa ác đâu. Con người đó không có ăn thịt người, nhưng mà giết người không gớm được. Và người ta lấy máu của những cái người khác một cách tinh vi, bằng cách là mình thì quá giàu bằng cái sự bất lương, và để người khác khô máu mà chết, để mình chất tiền của trong nhà của mình từ trong nước rồi tới ngoài nước. Vì thấy ác nghiệp chưa? Nên quý vị thấy không, khi mình có những cái bệnh mà nó thuộc về nan y đó, cái giờ ta sắp chết ra, máu nó từ trong miệng nó phun ra, lỗ tai nó chảy ra, mắt nó chảy ra, chỗ nào là những cái khiếu, bảy khiếu, chín khiếu đó máu đều tuôn ra hết. Vì rút máu từ cái sự sống của người khác để làm dư thừa cho mình, bây giờ cái giờ lâm chung máu sẽ đi ra cho thầy. Cho nên chúng ta đó phải hiểu rằng cái gì cần thiết cho chúng ta và cái gì không cần thiết. Cái sự sống chúng ta cần cơm ăn áo mặc, cần nhà cửa, cần có mỗi ngày phải no đủ. Nhưng chúng ta cần hơn hết, sau khi sử dụng những cái đó, chúng ta cần có sức khỏe và cần có sự sáng suốt. Như vậy chúng ta lấy sức khỏe làm đầu, lấy sự sáng suốt chúng ta làm đầu, hay chúng ta lấy nhà cao cửa rộng làm đầu, hay chúng ta lấy thức ăn phủ phê làm đầu, hay chúng ta thấy quần áo trang sức đắt tiền nhất là đứng hàng đầu, hay chúng ta lấy sĩ diện đứng hàng đầu, thì quý vị nhìn cái khuynh hướng đó trên thế giới này, không riêng một nước nào, thì quý vị thấy người ta cung phụng cho sự thặng dư, chứ người ta không cung phụng cho sức khỏe và trí tuệ sáng suốt. Cho nên con người ta đó thỏa mãn cái sự làm giàu,
thỏa mãn cái sĩ diện của mình, giàu có ngất trời hơn người khác, quyền lực trong tay hơn người khác, thu tóm của người ta hơn cái người khác, đi vào sự thỏa mãn của quỷ đói. Và chính vì vậy khi thân hoại mạng chung đó, tất cả vàng bạc của cải, danh vọng địa vị trên thế gian này để lại hết, nhưng mà cái tâm mà của quỷ đói này nó sẽ đi theo và nó sẽ đọa đày như thế đó trong bao nhiêu kiếp, bởi vì nó hút hết cái sự sống của những người xung quanh để nó làm nên cái sự thặng dư trong cuộc đời của nó. Và bây giờ nó sẽ học bài học thế nào là sự thiếu thốn, thế nào là sự đói khát, thế nào là cái ác tâm của người khác, để mà nó sám hối. Còn nó chưa sám hối, nó đi trên con đường luân hồi đó. Và cái giờ lâm chung của nó đây, nó sẽ thấy cái sanh thú của nó, hoặc nó thấy được những cái nghiệp của nó làm, để nó bắt những cái cảnh đó, nó ra đi trên con đường luân hồi, và nó phải thọ nhận cái quả nghiệp này, vì chúng ta tái sanh bằng tâm quả. Chúng ta phải học cái bài học tâm linh này để mà chúng ta ứng dụng cho chính bản thân của mình. Tất cả những cái gì chúng ta đã lầm lỡ, chúng ta đã tội lỗi, chúng ta nhận thức ra, chúng ta đều có thể sám hối được hết. Và nhận thức ra, chúng ta quyết tâm sửa đổi thì chúng ta có thể thoát được. Còn ngày nào mà chúng ta chỉ thấy cái nguyên nhân xa, và chúng ta, xin lỗi, chỉ thấy nguyên nhân gần và chúng ta triệt tiêu những nguyên nhân gần để chúng ta đạt được như ý muốn, thì ngày đó chúng ta chưa học được bài học về tâm linh. Và chúng ta sẽ phải nếm những cái mà chúng ta gieo rắc xuống. Chúng ta ý thức được đây là cái mấu chốt của cái chuyện mà chúng ta thoát khổ trên thế gian này. Đây là cái mấu chốt của cái vấn đề mà chúng ta đã lỗi lầm, chúng ta đã tội lỗi, thì bây giờ chúng ta biết cách để chúng ta sửa đổi. Và tất cả sự tu tập của chúng ta nằm ở cái chỗ là chúng ta đây sửa đổi. Bởi vì tu có nghĩa là sửa đổi. Mà sửa đổi là gì? Là thấy những cái điều sai của mình để mình đi vào con đường tốt. Và kiên quyết như vậy, đời nào cũng như vậy, đã nguyện rồi thì giữ cái lời nguyện, làm cái điều lành này, thì đó là con đường tu, và đó là con đường tiến hóa tâm linh. Còn nếu không, tất cả những cái cám dỗ mà nó nằm trong, nó gọi là cái ngũ trần này đây, ngũ trần này này, nó đều là những cái cám dỗ. Mắt ta thấy thì bao giờ cũng có cái cám dỗ để cho chúng ta thỏa mãn. Tai chúng ta nghe cũng phải thỏa mãn. Mũi chúng ta ngửi cũng phải thỏa mãn, lưỡi chúng ta nếm cũng phải thỏa mãn, mà thân chúng ta xúc chạm cũng thỏa mãn, nằm trong chữ thỏa mãn này đây, chứ không phải nằm trong hạnh phúc. Cái hạnh phúc bao giờ cũng mang cái tính chất soi sáng, chúng ta có trí tuệ sáng suốt, thấy rõ biết rõ, để chi? Để bình yên. Cũng như người mẹ, người cha, mình có 5 đứa con, mình biết mỗi đứa một tánh một ý rồi. Bây giờ nó gấu ó với nhau, nhìn cách nói biết đứa nào đúng đứa nào sai, để cho nói cho hết đi, rồi sau đó mới nói riêng với từng đứa, phân tách cho nó thấy. Mà đứa nào nó thấy nó biết sửa đổi đó, thì mình biết rằng đứa này có phước. Còn đứa nào mình nói mà nó đổ thừa, tại ba tại má, thương nó quá, nghe lời nó quá, nó cho tiền nhiều quá, nó nịnh nhiều quá, thành ra đó ghét con, mà nó còn thù nữa, thôi thì mình mô Phật chứ biết sao giờ. Nhưng mà mình không đau khổ thì sao? Vì mình thấy rồi, mình biết rồi. Còn nếu không, mình sẽ đi vào cái gì? Đi vào những cảm xúc. Mình thương con, mình nói chứ đứa này đã biết cái tánh của nó, đứa kia đã biết cái tánh nó, để nó sửa đổi, để anh em nó hòa hợp, nương nhau để mình sống. Bây giờ nó quá xa như vậy, chịu nữa, đau lòng quá, khổ quá. Mình càng khổ càng tâm tối. Và như vậy cả một cái chùm này nè, nó sẽ kéo nhau để sụp xuống.
nó sụp xuống. Và cái sai đó cái gì thế, cái sai và cái ác đó mà mình không có nhìn ra đó ha, thì nó sẽ trì xuống không bao nhiêu kiếp. Quý vị mở cái chỗ mà các cái loài vật đó, quý vị coi có con chim tu hú. Người Việt Nam mình nói quạ quạ mà nuôi tu hú, tức là con chim quạ đi nuôi con tu hú thì trắng tay. Không phải trắng tay đâu, cái con tu hú nó có cái đặc điểm nè, khi cái con chim mái mà nó đẻ trứng á, nó không có làm tổ, mà nó coi cái con chim nào mà nó đang đẻ trứng á, thì nó chui vào đó nó đẻ cái trứng nó vô đó. Thì mấy cái con chim khác nó cứ nghĩ là trứng trong tổ nó của nó cho nên nó ấp, mà khi nó ấp á thì cái con tu hú này nó mạnh lắm, cho nên ấp là nó nở trước, nó nở trước. Mà thí dụ trong cái tổ đó nó còn hai cái trứng hay ba cái trứng không cần biết, mà quý vị biết con mắt nó chưa có mở ra, nó nhắm khiếp con mắt này, nhắm chưa có mở được con mắt ra, mà cái mình nó chưa có mọc được cái lông, tức là nó mới vừa chui trong đó ra, cái lông nó nhú vậy mà chưa nó lên được. Mà quý vị nó mắt nó nhắm vậy mà hai cái cánh nó cứ đẩy ra vậy, nó cứ trường lên cái tổ để chi, nó dùng hai cái cánh nó như hai cánh tay, nó hất cái trứng nó hất cho đến khi nào mà dâng hết mấy cái trứng ra ngoài để chi, để mẹ chỉ nuôi một mình nó. Vì thấy cái ác không, con mắt nó không thấy nhắm rồi, mà để chỉ cảm nhận rằng có một sự sống ở kế bên nó, thì nó hất cho đến khi nào không còn gì hết để nó độc tôn thôi. Thì khi chúng ta rơi vào trong những cái buồn khổ của mình, những cái bất mãn, những cái sân hận của mình á, thì nó hình thành ra một cái bệnh ở trong tâm, nó cố tật như vậy, nó mang đi và ta gọi nó là bẩm sinh. Quý vị thấy con tu hú mắt nó nhắm như vậy, nó hai cái trứng vô tội dạ, đâu có đụng gì với mình nó đâu, nó đụng người ta chứ người ta đâu có đụng nó, mình ta cũng đâu tranh ăn gì nó đâu, cũng đâu có nói tiếng nào đâu, nhưng nó giết hết toàn bộ. Bởi vì nơi đây tập khí của nó. Cho nên chúng ta coi cái thế giới loài vật đó, chúng ta thấy có những cái con vật nó cực kỳ ác, thì con này là một trong những cái ác thuộc về bẩm sinh. Đây là một cái hình ảnh tiêu biểu để chúng ta thấy tâm của chúng ta đó, khi tất cả những cái nỗi đau khổ, những cái sự phiền muộn, những sân hận ở trong tâm chúng ta mà chúng ta không hóa giải nó trở thành cái tập khí, trở thành cái bản năng ác ở trong tâm chúng ta mà chúng ta không có giải quyết được. Dẫu bây giờ đây cái phước báo của mình đã thấy rồi đó, mà không phải giải dễ đâu. Bởi vì ngày hôm nay mình bớt được đó, chứ ngày mai có thể cái bữa nay đó mình bớt nó xuống tới đây, là mà ngày mai nó đụng lên nóc nhà cũng chưa biết được. Cho nên nhưng mà mình cứ cố gắng đi, mình cứ cố gắng, mỗi lần mình thấy nó sai vậy mình sám hối, mình thấy nó sai vậy mình sám hối, nó nhảy lên mình kéo nó xuống, nhảy lên mình kéo nó xuống. Và cái động tác này làm đó, tính là tỷ 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 kiếp, chứ không phải tỷ lần. Thì đủ biết những cái gì mà chúng ta chất chứa trong lòng chúng ta mà chúng ta không hóa giải được đó, nó trở thành một cái năng lượng cực kỳ xấu mà chúng ta ở đây gọi là ma lực. Trong tâm chúng ta có ma lực, chúng ta hãy nhớ vậy để giải, nhớ vậy để thấy nguyên nhân sâu xa, chứ không phải nhớ như vậy để thấy nguyên nhân trực tiếp mà oán, mà hận, mà thù, mà kết với nhau. Đây là chân lý, không phải đây là một cái lời khuyên giải. Không phải khuyên giải để cho mình đừng có gây ác với người khác, không phải khuyên giải đâu. Đây là một cái chân lý, mình thấy rõ biết rõ thì mình đi theo chân lý. Còn mình không thấy rõ biết rõ, mình cứ đi theo nguyên nhân rồi. Mình cứ đi đến cùng tận cuộc đời của mình, có khi giam hãm trong địa ngục không biết bao nhiêu kiếp. Đó là cái giá chính chúng ta phải trả khi chúng ta không nắm được nguyên lý này. Và không phải ai cũng nắm được. Và nắm được rồi, không phải ai cũng đủ phước báo trí tuệ để mà gìn giữ nó và để ứng dụng nó, không phải đâu. Hiểu vậy để làm gì? Để khi mà chúng ta đó nổi cơn lên mà chúng ta từ chối những chân lý này đó, phải nói với mình rằng sám hối đi, đừng có đi theo cái ác nghiệp của mình nữa.
Và tất cả những cạm bẫy trên thế gian này bày ra là khi trong tâm chúng ta có cạm bẫy để chúng ta bẫy mình vô đó. Bởi vì sao? Bởi vì những cái nguyên nhân trực tiếp này nè, những nguyên nhân gần, những nguyên nhân trực tiếp này, nó hiện ra hằng ngày khi mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi thân nếm. Và kể cả khi cái ý chúng ta phóng tâm tới luôn, thì nó chính là nguyên nhân trực tiếp, nó thôi thúc hằng ngày đây. Và nếu như chúng ta không hiểu rõ, không nắm được cái điều này đó, thì chính chúng ta đây đó, mở ra chúng ta tiếp nhận bằng cái phần tâm tối nhất của mình đấy. Và những cái này như chúng ta biết rồi, nó có tham, nó có sân, và nó có si, cho nên nó che khuất này, thấy không? Nó nổi nóng nè, và nó là cái màu hồng. Bởi vì cái tâm tham là cái tâm mà màu sắc rực rỡ, nó ảo ảnh mà, nó thấy ở đâu cũng là bong bóng hết, mà thấy cái hào quang như một cái hào quang của bong bóng, nó không phải là một cái hào quang đích thực, vì nó ảo ảnh, nó sẽ tan vỡ rất nhanh. Và chính chúng ta đây, do cái ham muốn của mình, do cái yêu thích của mình, do những tiêu chuẩn, tiêu chí mình đặt ra, thì chính đó là cái cạm bẫy, cái ảo ảnh mà chúng ta bày ra trong tâm của mình. Và khi bên ngoài những cái điều phù hợp nó sẽ phối hợp vào và chúng ta sập bẫy, thì cái bẫy mà chúng ta sập xuống đây nè, chúng ta sập cái bẫy của mình và bẫy của người ta, hai cái nó rập lại. Cũng như sẵn đây nói với quý vị nghe này, hôm qua sư cô nghe câu chuyện thế này. Một cái sư cô đó, đó nghe một vị hòa thượng nói là đang đi ngoài đường đó, giờ đang điện thoại nó hết tiền rồi, mà một chút cần mua cái gì đó bỏ quên tiền ở nhà rồi, thôi bây giờ cổ nạp qua điện thoại đi mấy triệu đồng để mà bà thượng có chi dụng. Cái cô này nạp rồi, nên chừng hỏi lại á, thì cái người này đâu có biết cái cô này là ai mà kêu nạp vô. Mà ta giả giọng giả danh rất là hay. Và bản thân sư cô quý vị biết, khi xây chùa cũng bị, mà toàn là giả dạng tăng ni không, chứ không phải đời thường. Mà chỉ cần mình tham chút xíu dính liền, vậy thôi, luôn luôn là như vậy. Cho nên là vì thấy là sư cô đó không có đồng ý cho bất cứ ai nhân danh sư cô để quyên góp bất cứ gì cả. Vì nếu không cái chuyện đó nó sẽ xảy ra. Rồi bây giờ thì nó nhan nhản rồi, thậm chí người ta có cái cách giả giọng rất đúng. Nên bao giờ cũng vậy, mình hỏi lại. Cho nên là sư cô mới nói với cái cô ngày hôm qua, sư cô nói là cô là sư cô, rồi đây cũng là sư cô, nhưng cô nhớ chắc chắn rằng khi mà người nào giả giọng sư cô nói là mượn 100.000 đi nữa thì không có tên sư cô trở lại. Huống chi mà một vị hòa thượng mà đi mượn tiền của ni, chuyện đó không có, giới luật không có chuyện đó. Mà bất cứ cái gì đụng vào tiền đó ha, ngay ba ruột của mình cũng phải hỏi là cẩn thận, bởi vì nó giả giọng ba của mình. Còn nếu không chịu khó chạy về thăm bà, ba cần cái gì lo cho ba cái đó, chứ không có nên dễ vui mà tin ai hết. Bởi vì bây giờ người ta nhái giọng rất là tài tình, người ta nắm rõ luôn. Mình làm cái gì là người ta nắm rõ hết. Và đây sẵn đây nói luôn gì đó nè, quý vị nên đề phòng những người nào chơi với mình á, mà luôn luôn nó hỏi đủ cái mọi thứ. Cái người này đó, có khi họ không phải người xấu, nhưng mà cái tánh của họ, họ tò mò, họ soi mói, họ đủ mọi thứ á. Quý vị biết họ hỏi để làm chi không? Để khi nào người nào cần khai thác, họ rất là hãnh diện để cung cấp những thông tin đó. Còn cái người ngoài, người ta chỉ cần biết cái người này đó,
cái tánh nó như vậy, người ta sử dụng nó để người ta khai thác, chứ người ta không trực tiếp đến. Cho nên những người nào nhiều chuyện tới nhà tao hỏi soi, hỏi mói, hỏi đủ mọi thứ, hỏi những thứ hoàn toàn không cần thiết đó, quý vị nên cắt liền. Vì những người này nè, là người khác sử dụng họ làm cái thông tin để họ nắm thông tin đó. Vì thế thậm chí nhà có tiệc cưới sinh nhật, nó vô quay phim đó, nó quay luôn cái tủ khóa, tủ sắt, tủ đồ, nó quay hết về, nó bán cái thông tin này. Không phải nói xấu mấy người đi quay phim nha. Không phải đâu. Nhưng mà nó buôn bán thông tin như vậy. Thành ra mình sẽ thấy những cái này đó là những cái mà mình nên đề cao cảnh giác. Với là mình người Phật tử, mình tập cái thói quen, cái gì cần thiết thì mình hỏi để giúp cho mình trong cái vấn đề tu tập thôi. Còn cái gì thuộc về tánh tò mò nó phải bỏ bớt đi. Tại vì nó hại mình chứ không có hại ai cả. Có việc gì mà mình hỏi như công an. Một cái bé gái đó, nó mới có 5 tuổi thôi mà mẹ nó than phiền với sư cô. Trời đất ơi, ba nó thì cãi miệng không ra, còn con cũng đâu phải dạng nói nhiều đâu. Mà nó gặp ai nó nói cũng như là công an mà điều tra. Tại vì mình mắc cỡ hết sức vậy mà không có dừng nó được. Mà giải thích cho nó bao nhiêu lần là con không có được vô phép hỏi vậy. Hả, nó gặp ai nó chào xong rồi nó hỏi bác chú đâu, anh chị đâu, làm gì, nhà ăn cái gì. Nó mới có 5-6 tuổi mà nó mắc cái bệnh quá lớn rồi. Thì nó lớn lên nó vậy đó quay. Cho nên mình với những cái người như vậy á, mình chỉ nhìn cái cách người ta hỏi là biết một cái tập khí người ta nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cắt ngang đi, đừng để. Cắt ngang là giúp người ta đó. Nhiều người cả nể không dám cắt ngang, sợ mít lòng. Vì sao vậy? Vì mình đây nó nằm trong cái chỗ đây. Chỗ đây che cái chữ này lại đi. Vì sao vậy? Vì sợ người ta nói mình khó chịu quá. Bà đã bà khó tách mà khó chịu. Người không thể kết nối được, người không thể cảm thông được, cứng nhắc quá. Nói đâu bụp bụp tới đó. Giúp người ta đó mà cũng là giúp mình luôn. Vì nó là cái bệnh mà mấy tuổi mà nó đã như vậy rồi thì lớn lên tập khí là không thay đổi. Chỉ khi nào người ta ý thức được người ta mới thôi thay đổi. Cho nên ở đây sư cô nhắc lại nhiều lần, sư cô nói với quý vị sao mình có một ngày tu, có một khóa tu, chưa biết tu được hay không mà có phước rồi. Tại vì cái ngày đó giữ giới mà đặc biệt cái miệng của nói, thấy chưa, bấy nhiêu đó là có phước rồi. Và bây giờ người ta khai thác thông tin nhiều thứ lắm, qua điện thoại dẫn hỏi cũng khai ráo hết. Cho nên những cái thông tin có khi mình không cần biết, không quan trọng. Hồi xưa cô tổ chức buffet, cứ một cái người bưng đồ ăn lên nói hết đồ ăn rồi, cái người khác nói hết đồ ăn rồi, chết rồi, hết đồ ăn hết rồi. Thì quý vị mới biết ngoài này làm gì không? Có một chỗ người ta tổ chức ở quận 5 cũng chỉ vì cái câu nói đó. Cái cậu đó cao một thước, thước 80 mấy mà hai cái tay cậu dựng hai cái thau đồ ăn gì mà nó quýnh cái bụp cho rớt xuống vậy. Nó sợ rằng mình bán vé rồi đó, không có đủ cho ăn cho nên giật vậy. Cho nên về sau sư cô mới nói là hết thức ăn báo cho người nào, báo con người thôi. Và trong cái tập thể đó chỉ báo cho được hai người thôi, và hai người đó báo cho sư cô giải quyết. Còn tất cả những người khác không được nói. Người ta nói mình khó chấp nhận, người ta nói mình cứng nhắc chấp nhận, nhưng người ta chưa thấy hậu quả. Cho nên cái miệng mình nói không tốt. Mình đi vô trong một cái tập thể, trong cái đoàn thể, mình phải biết mình đứng ở đâu, ở vị trí nào, cái vai trò của mình, chứ không phải đứng đâu cũng nói được. Không phải chuyện gì cũng phê phán được hết, không phải chuyện gì cũng góp ý được hết. Khi người ta làm bất cứ gì, người ta đều trăn trở cái vấn đề đó rất là sâu. Còn mình thoáng thấy, mình nói chỉ tạo khổ nghiệp mà thôi. Cho nên hằng ngày trong tất cả những gì mắt thấy, tai nghe của mình á, phải kiểm soát coi cái phần nào nó đang nói đây. Đấy không?
có cái phần nào ra nói. Và thông thường cái nói mà đưa đến cái sai lệch đó, nó nằm cái chỗ thỏa mãn này, mà nó thỏa mãn cái gì? Nó thỏa mãn cái ngã. Bởi vì khi chỉ trích được thì có nghĩa mình giỏi hơn, mình mới chỉ trích người ta. Và cái ngã mình nó thích cái món ăn đó lắm. Cái món ăn mà nuôi dưỡng cái ngã của mình, để cho mình hơn người ta bằng cách mình thấy nhìn người ta thấp hơn mình. Và khi nhìn thấp hơn mình á, phải thấy tội lỗi người ta mới đưa người ta xuống thấp được, mới nhục mạ người ta được, người ta coi chừng đó. Hạnh phúc mà nằm trong ngoặc kép này nè, nó đi bằng nhiều ngõ, nhiều ngách, nhưng cái nhỏ lớn nhất của nó là thỏa mãn cái ngã của mình. Và cái sĩ diện nó cũng nằm trong cái ngã này đây. Mà chúng ta sẽ thấy những cái pháp ô nhiễm á, nó tràn đầy ở trong cái chữ thỏa mãn này đây. Hãy khảo sát ngay chính cái đời sống của mình để biết cái này có phải hạnh phúc không. Nhưng mà trong tâm của nó, khi nó làm được những điều thỏa mãn đó, nó rất là hả hê. Dùng chữ chính xác là thỏa mãn đưa đến sự hả hê, chứ nó không phải là một cái niềm vui. Mà nó là hỷ gì? Nó nằm trong hỷ tham này. Bốn cái hỷ tham này, nó chỉ nằm cái chỗ này thôi, chi phối mình rất lớn. Hôm nay sư cô nói dài vậy để đưa vào vấn đề gì? Đưa vào vấn đề là cái này sư cô đã giảng rồi. Phần thứ ba là ba cảnh cận tử này, nó có cảnh nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng. Hôm nay giảng lại cái chỗ này, nhưng mình nói cái điểm chốt chánh của mình trong ngày hôm nay. Cái phần mà lộ trình tâm này đó, thì sư cô nói rồi, đó là cái phần chúng ta đó làm kỹ lại trong các cái tâm vô nhân này đây thôi. Sư cô đây, làm kỹ lại các cái tâm vô nhân. Thành ra có những cái quý vị nghe nó sẽ trùng lặp lại, nhưng nó không trùng lặp bởi vì cách trình bày nó đi trên cái hệ thống của lộ trình tâm. Còn cái này á, là cái cách trình bày của nó là sư cô là giống như trình bày những cái phần nghĩa chánh của nó ở đây thôi. Còn ở đây nó nối kết lại thành cái sự hoạt động của nó. Cho nên những cái chi tiết thì chúng ta thấy tái lặp lại, nhưng mà cách trình bày nó đi trên một cái hệ thống khác. Bây giờ như chúng ta nói, cái cảnh nghiệp là cái giờ phút á, mà cái lúc mà lâm chung đây nè, cái lúc mà lâm chung đây, giờ cận tử đây, thấy không? Thì á, cái tâm động tác này nó bắt một trong ba cảnh, là cảnh nghiệp, nghiệp tướng và thu tướng. Và cái cảnh nghiệp này đây là những gì mà chúng ta đã gieo xuống nè, từ trong tiền kiếp này nhé, từ trong cái hiện kiếp mà lúc sanh ra cho đến cái đời sống, cho đến lúc cuối đây. Thì tất cả những cái này nè, tất cả những cái dòng chảy này nè, thì đó là cái cảnh nghiệp mà nó hiện ra trong cái lúc mà mình hấp hối. Đây là cái cảnh nghiệp này nè. Thì như vậy, nó có thể là nghiệp đã gieo trồng từ quá khứ, tức là từ tiền kiếp. Nghiệp đã gieo trồng trong hiện kiếp. Và nói về các cái nghiệp á, thì chúng ta sẽ có thường nghiệp. Thường nghiệp là cái nghiệp mà cái công việc mà chúng ta làm hàng ngày. Ví dụ như mình nói nghề nghiệp, cái nghề gì mình làm hàng ngày. Và lúc mà mình hành cái nghề đó thì cái tâm gì nó phát sanh trong lúc mình hành nghề thì nó sẽ tạo nghiệp. Thì cái này là thường nghiệp đây. Do cái nghề mình sanh sống. Nhớ nha. Cái nghề mình sanh sống, nhưng cái tâm mình trong lúc mình làm cái nghề sanh sống đó, mình làm bằng cái tâm gì thì nó sẽ tạo cái nghiệp ra. Mình làm nghề thầy cô giáo là nghề tốt rồi, nhưng cái tâm mình
cái lúc mình hành cái nghề đó ra sao, nó mới chính là tạo nghiệp thiện hay bất thiện. Mình cũng lên lớp mình giảng vậy, nhưng cái chỗ nào chừa lại để mà kêu học sinh đến học để lấy tiền thì cái đó là cái nghề thì tốt, mà cái tâm lúc hành nghề là tạo nghiệp xấu cho mình, chứ không phải nghề tốt tạo nghiệp tốt. Nghề tốt phải đi với tâm tốt. Cho nên á, là trong cái đạo Phật đó, tất cả các nghề dù lớn hay dù nhỏ, dù bất cứ việc gì, nghề vẫn là nghề. Mà cái tâm người ta trong cái nghề đó mới là điều quý nhất, nó là cốt lõi của cái vấn đề. Cũng như mình sinh ra làm người, là làm người đây rồi đều là phước báo hết, không ai không có phước báo. Nhưng trong lúc mình sử dụng cái thân người này trong kiếp sống đó, là mình sử dụng cái tốt hay cái xấu, thì cái đó chính là cái vấn đề quyết định mình là người cao quý hay là mình là người hèn hạ. Rõ ràng là như vậy. Cũng như cái nghề thì không có đặt vấn đề nghề cao quý hay nghề hạ tiện, chỉ có người cao quý hay người hạ tiện mà thôi, tức là cái tâm trong lúc hành nghề. Bây giờ mình đi quét rác, mình đi dọn vệ sinh cho nhà người ta để mình lấy tiền. Nhưng mà khi mình đi quét rác, mình dọn sạch sẽ kỹ lưỡng, mình vô nhà vệ sinh mình cũng làm sạch sẽ kỹ lưỡng, và mình nguyện rằng với cái tâm trong sạch mà con dọn cho cái đường phố sạch sẽ, con dọn cho cái nhà vệ sinh sạch sẽ, ở đâu dơ đều dọn sạch sẽ hết, nguyện cho con cũng dọn sạch sẽ được cái tâm mình như vậy. Thì bây giờ cái người mà ngồi trên cái đỉnh cao của quyền lực á, mà ngày ngày chỉ nghĩ tới bành trướng đất nước ra, bành trướng kinh tế ra, và phải chấp nhận hy sinh bao nhiêu người, phải tiêu diệt cái này tiêu diệt cái nọ để đem về cái cao nhất của mình đó, thì cái đó làm ở trên cái đỉnh cao, nhưng mà cái tâm nó nằm ở địa ngục rồi, nó chỉ chờ đó thân ngoại mạng chung thì cái sanh thú địa ngục đi xuống, hoặc không nó đi con đường của Atula. Thì vậy đó là cái thường nghiệp là cái gì hằng ngày mình làm. Có người nói, ủa mà giờ mình đâu có đi làm gì đâu, tối ngày nấu cơm không rồi đâu có làm gì đâu. Thì nấu cơm cũng là cái chuyện hằng ngày. Bất cứ cái gì mà hằng ngày mình làm, chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện cơ quan, chuyện gia đình, hằng ngày mình làm với cái tâm gì, nghiệp sẽ trổi, quả nghiệp sẽ trổi sao. Và bây giờ nó có hai cái trường hợp đặc biệt. Là trong cái đời mình đó, mình có làm cái việc gì ấn tượng nhất, ấn tượng tốt, hoặc là một cái ấn tượng sâu. Mà nó cực kỳ mạnh mẽ, nó làm cho tâm mình ghi nhận thành cái ấn tượng không có phai được. Thì giờ lâm chung, hoặc là cái tốt hoặc cái xấu khởi lên. Hoặc là đó, trong cái năm tháng hoặc là những cái ngày giờ sắp chết, khoảng thời gian đó cái tâm mình sống trong cái điều lành hay sống trong cái điều bất thiện, thì cái đó đều ảnh hưởng tới cái phần thứ nhất này đây, tức là cảnh nghiệp. Như vậy trong cái giờ mà sắp lâm chung này, giờ này nè, thì những gì mà mình gieo rắc xuống, hoặc là nó cứ đều ngày này qua tháng khác, thì cái lúc đó nó cũng sẽ hiện lên rõ ràng. Hoặc là nó có đặc biệt tốt hay xấu, nó đều khởi lên. Và đặc biệt tốt hay xấu này, nó có thể nằm trong hiện kiếp, mà có thể nằm trong quá khứ xa xăm nào đó, không biết được. Bởi vì nó đi trong dòng hữu tưởng, sở hữu tưởng nó sẽ tăng, nó tới cực nhanh, nó tái hiện lại thì thấy. Nhưng mà nói chung thì một là tốt, hai là xấu. Và khi nó thấy cái gì? Nó thấy lúc mình làm sao thì bây giờ lúc đó thấy đang làm như vậy. Và sau khi bắt cái cảnh này rồi thì tâm tử phát sanh lên để đoạn lừa. Thì cái lúc mình thấy mình làm điều tốt thì nó sẽ ngã cái bóng nó vào trong cái tâm trục sinh này đây.
Nếu mình thấy mình làm điều xấu thì tất cả nó cũng sẽ ngã bóng như vậy này. Như vậy nó sẽ nối kết được từ vô lượng kiếp cho đến cái giờ lâm chung, và nó nối kết trong kiếp sống mới. Thấy nó đi chưa? Tốt hay xấu đều nói như vậy. Như vậy khi chúng ta sanh ra bằng cái tâm quả của chúng mình thì chúng ta đây không trách cha mẹ, cũng không trách cái gia đình mà chúng ta sanh ra đó là đối xử chúng ta như thế nào, không trách được. Tại vì tất cả nó được nối kết bằng nghiệp của mình và quả nghiệp của mình, nó đan với nhau rồi. Giống như mình đan cái rổ rồi thì bây giờ mình nằm trong cái rổ đó, chính mình đan ra. Vì vậy mà nó sẽ tái sanh theo cái quả nghiệp của nó. Đây cái thứ nhất chưa? Bây giờ tới cái thứ hai là cái nghiệp tướng. Và xin nói này, cái cảnh nghiệp này đó là nó sẽ khởi sanh qua cái lỗi ý. Khởi sanh qua lỗi ý, tức là khi mình chết đó, cái lỗi ý khởi lên để mà nó đi vào trong cái tâm tử. Còn cái nghiệp tướng này nè, nó sẽ nằm trong cái lộ ngũ. Bây giờ chúng ta nói chung vậy để cho dễ nhớ nha. Khi mình làm điều tốt thì coi như là ngũ căn của mình, tâm mình thì điều khiển rồi nha, nó là thứ sáu nha. Còn ngũ căn trở lại đó, khi mình làm thì ngũ căn này đều có hoạt động hết. Thí dụ như bây giờ mình nói mình đi từ thiện đi, giờ mình khiêng một cái bao gạo, cái lúc đó mình chịu cái lực ra sao thì mình thấy là thân nó cũng xúc chạm rồi, đúng không? Rồi cái khi đó thí dụ như mình mang thức ăn cho người ta, cái mùi như thế nào, mình nấu cái vị nó thế nào, hoặc là cái khung cảnh xung quanh nó đó, nó màu sắc nó ra sao, thì sắc thanh hương vị xúc pháp, đặc biệt là năm cái đầu đó, sắc thanh hương vị xúc thì nó đều có. Thì cái khi mà trong cái giờ lâm chung đó mà nó xuất hiện trở lại đó, thì hoặc là cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh hương, cảnh khí, cảnh vị nó đều có. Và sư cô nhớ trước đây trong lớp này đó, sư cô có nói tới cái chuyện là cái bài giảng của sư bà Hải Triều Âm á. Hôm nay sư cô nói lại để nó gắn vô cái chỗ này. Sư bà có nói là cái người đó họ thích ăn thịt gà và họ đi làm cái nghề nghiệp chân chính, là họ nghĩ rằng là họ phải mua thức ăn thì họ ăn. Người này thích thịt gà, gà làm bằng nhiều món khác nhau, đến khi bệnh nặng không có ăn được thì người nhà muốn cho cái người thân mình ăn để sống lại mà. Thế nhưng mà làm lên là nói anh ơi, cháo gà đây, gỏi gà đây, gà tu ti đây. Thì người này đó mở con mắt ra không có nổi, nhưng mà cái mùi nghe được, thế là ra đi. Thì sư bà có nói là cái lúc đó mình ra đi đó có thi đó, vì mình hồi đó mình thích cái con gà ta nó chạy 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 chẳng hạn, giờ đây cái săn thú nó có thể hiện ra. Nhưng mà nó còn có một cái điểm nữa là cái giờ đó mình nghe cái mùi đó là bởi vì khi sống mình ăn, mình nghe cái mùi đó thì cái lúc đó đó cái nghiệp tướng này nó hiện ra nè, thì mình cũng sẽ đi tái sanh bằng cái mùi của thịt gà rô tì. Thì cái cảnh giới mình đã thấy rồi. Thành ra khi mà mình tạo cái nghiệp nó ra, nó đều có sắc thanh hương khí vị xúc, nó đều có. Thì cái lúc lâm chung đó, nó sẽ tái hiện cái này trở lại. Cho nên là cái này, cái khi mà cái người thân của mình bị bệnh nặng đó, là cái thứ nhất là tất cả những cái vật dụng dẹp hết, để trong cái phòng nó rất là đơn giản. Ví dụ cần cái ly uống nước để ly uống nước, cần bình thủy, thuốc men cũng không để nhiều, uống mỗi ngày, lấy để mỗi ngày thôi. Ngoài ra sạch sẽ, sáng sủa hết, gọn gàng vậy, để tránh mà. Để tạo cho những cái năm tháng người ta bệnh đó, người ta chỉ nhìn thấy cái gì rất là đơn giản, rất là gọn gàng, đẹp, không rối, tâm nó không rối. Còn bài đồ nhiều quá, nó là tai họa. Ở sư cô nói, không biết cái nghiệp gì mà lên xe cũng ở trong kho, mà ở nhà cũng ở trong kho. Mới vừa dọn xong là kho nữa, mới vừa dọn xong rồi kho nữa, tối tăm mặt mũi hết.
Cái đó là cái quả nghiệp xấu chứ không phải tốt. Cho nên mình hiểu vậy để làm gì? Để mình giúp cho cái người thân của mình. Vì cái lúc đó nó, những cảnh này nó sẽ trở lại đây. Nó sẽ trở lại nữa. Vì vậy cái giờ lâm chung chúng ta đó, những cái gì, những cái công cụ gì, những cái hình ảnh gì mà lúc chúng ta hành nghề, tức là cái thường nghiệp của chúng ta, những lúc chúng ta tạo tác những cái điều tốt hoặc những điều xấu đặc biệt, thì tất cả những cái chung quanh đó đều in hình hết, không có sai sót gì hết. Sở hữu tưởng chúng ta là một cái camera, và khi nó chiếu những cái thước phim này đó, nó giống như hiện tại bây giờ khi mà mình đi vô trong cái rạp chiếu bóng mà mình coi, thí dụ như giờ người ta đưa mình đến cái giường sầu riêng chẳng hạn, thì cái người mà coi, người mà khán giả mà coi trong cái phòng đó sẽ được ngửi cái mùi sầu riêng. Người ta tạo ra được mà quý vị, tạo ra được cái mùi sầu riêng. Thì nhớ rằng cái lúc mình lâm chung nó, cái nghiệp tướng này là sắc thanh hương khí vị xúc đều có, không có sót cái gì cả. Mà chúng ta sẽ bắt cái cảnh này ra đi, nhưng bất cứ cảnh đa dạng như thế nào cũng chỉ rút lại trong cái thiện và bất thiện mà thôi. Thì nó sẽ tiếp nhận cái đó và đưa về đây. Và như vậy cái cảnh mà cái người bắt cái cảnh nghiệp tướng này để mà ra đi đó, nó thuộc về lộ ngũ môn. Đây là lộ ý. Rồi chúng ta sẽ học cái này. Còn đây là lộ ngũ. Còn cái thú tướng là cái sanh thú, chúng ta hiểu rồi. Tức là lúc chết thấy cảnh gì đi cảnh đó. Bây giờ nó có hai cái để thấy nha. Nói về cái cận tử nghiệp trong cái lộ trình tâm á, thì chúng ta sẽ thấy nha. So với hai cái trên á, thì cái lúc mà cái người gần chết thì thường cái tâm của họ muội lược yếu đuối. Và trong cái muội lược yếu đuối đó thì hai cái cảnh thuộc về cảnh nghiệp và cái nghiệp tướng này là nó không khởi lên nổi. Nhưng mà cái cảnh đi tái sanh khởi lên nổi. Và như vậy thông thường đó, mà khi cái tâm mình nó chìm vào trong cái muội lược đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái thú tướng là sầu. Còn khi á, cái thú tướng này nó khởi lên là tốt đó, là do chúng ta đó, trong cái nhiều kiếp và cho tới cái hiện kiếp này đó, và chúng ta đi vào cái điều lành nhiều hơn là cái điều xấu, thì lúc đó cái phước lại là gì? Cái phước đó, thí dụ như chư thiên đến đón rước người này đó, thì chư thiên đó sẽ coi như là khai mở cho cái người này, đặc biệt sẽ nhìn thấy chư thiên. Cái này trong Phật giáo rất là nhiều. Thí dụ như bây giờ ở trong lớp này sư cô có kể cái chuyện là một cái vị xuất gia mà có 4 cái câu kinh thôi mà 6 tháng là nó không thuộc. Học thuộc là thầy quên mất rồi bị đuổi ra đó, nhớ không? Thì khi mà đuổi ra đó là mới đi là vòng vòng, buồn quá đi vòng vòng. Thì khi đó mới thấy Đức Thế Tôn vào. Nhưng mà thật ra là Đức Thế Tôn đó là khai mở để cho người này thấy, chứ không phải Đức Thế Tôn đến đó khai mở cho cái người này thấy thôi. Thì khi mà cái mình đi vào cái con đường thiện đó, mình tu tập đó, thì cái giờ cuối đó, thì khi chư thiên đến đón rước, thì chư thiên sẽ khai mở để cho người này thấy cái thú tướng, tức là cái cảnh mình tái sanh đó, là sẽ tái sanh vào cõi chư thiên. Cho nên quý vị nhớ cái câu chuyện mà sư cô cũng kể rồi, nay nói vắn tắt lại thôi. Thì cái vị này suốt cái cuộc đời mà coi như là tu tập chính quý tam bảo lắm, thì cái giờ yếu đó mới nói với các con đó, con thỉnh chư tăng về để tụng kinh cho cha nghe, bởi vì cha rất là thích nghe kinh. Thì khi đang tụng niệm gì đó thì ngài nói khoan khoan đó, rồi tụng lên nữa rồi nói khoan khoan, nói 2-3 lần thì chư tăng mới xếp kinh mới đi về. Rồi cái mấy đứa con nó buồn quá, nhưng mà không biết tại sao ba cả một cái cuộc đời tu tập vậy mà giờ cuối rồi ba lại có rối loạn như vậy. Thì nó hỏi, sau khi ông mở mắt ra, ông mới hỏi ủa chư tăng đâu rồi các con. Nói ba nói là đừng có tụng nữa, khoan khoan, cho nên chư tăng về hết rồi. Thì ông nói đâu có.
Ba nói khoan là bởi vì á, ba thấy ở trên trời đó, các cái cung trời đó là ba cái xe mà các cái cung trời, ba cái cung trời lại đón cha đi. Thì cái lần thứ nhất đó, thì cha, người đó người ta biểu cha đi lên cái xe để chở đi về cung trời, cha nói khoan. À, cha nói hãy khoan rồi bởi vì ý cha nói là để cha nghe hết cái bài kinh. Rồi xong đó, một cái cảnh chư thiên nó hiện ra, nó cũng mời lên nữa thì cha mới nói khoan. Khoan đây là để nghe kinh xong rồi mới đi. Rồi một cái vị chư thiên nữa, một cái cung trời khác nữa cũng hiện ra mới nói là khoan. Cha mới nói khoan là ba lần nói là bởi vì ba cõi chư thiên đã đón rước cha. Thì mấy đứa con nó rầu quá. Nó nói cho tới giờ này ổng còn mê muội, ổng còn nói cái gì đâu không á. Thì người cha mới nói rằng ba thấy rõ ràng, và bây giờ ba vẫn thấy ba cái xe nó chờ đợi ba như vậy đó. Bây giờ tụi con không tin ha. Bây giờ nhà có cái vòng hoa không? Nói có. Bây giờ có vòng hoa đứa nào mạnh nhất có thảy lên đi. Rồi mới biết là có hay không. Thì khi thảy lên thì cái vòng hoa đó nó máng vào trong một cái gọng xe của chư thiên đó. Thì ông già mới nói rằng đó đó nó máng vô cái gọng xe rồi. Thì mấy đứa con nó nói là đâu có thấy cái gì đâu. Thì ông nói nhưng mà con có thấy cái hoa nó, cái chùm hoa nó lơ lửng, nó không rớt xuống không? Thì mấy đứa con nói dạ thấy. Thì ông nói đó là máng rồi trong cái chỗ đó. Thì vậy là chư thiên đã khai mở cho vị này thấy cái sanh thú của mình. Chị thấy rõ chưa? Như vậy thì trong cái thời khắc này nó có hai cái điểm. Nếu mà cái thời khắc này mình thấy cái sanh thú đó thì thường thường đó là cái tâm nó muội lượng, nó chìm vào trong đó và thấy nó đi. Thì như vậy là đi vào thông thường là những cái sanh thú không tốt. Thông thường mà nói sanh thú không tốt. Còn những cái sanh thú khác đó thì đặc biệt đó là cái cõi giới đó có người hộ trì, người ta mở ra cho người này thấy cái cảnh người ta đi tái sanh. Quý vị hiểu cái này không? À, thành ra là tất cả cũng chỉ gì gì? Ba cái này nói chung lại cũng chỉ là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện thôi. Cho nên có người nói thế này rất là thật. Đa số có người nói vậy. Mấy ngày trước khi chết rồi nói vậy. Trời, má thấy ông ngoại bà ngoại về biểu má đi. Rồi cậu con cũng nói vậy đó. Má nói khoan. Khoan còn công chuyện chưa xong, chưa có đi được. Nhưng mà tới 2-3 ngày sau, khi mà bà đi thì bà lại thấy. Bà nói trời ơi, ai cũng kêu đi ha, ba má nè, cậu rồi mấy anh em nè, trời ơi mấy đứa con mất rồi cũng thấy hết trơn hết trời. Đó, cái người đó là cái giờ lâm chung đó, là đi theo, phần lớn là đi theo người thân của mình. Phần lớn là như vậy. Cho nên là khi chúng ta tập một cái thói quen mà chúng ta luôn luôn để ý cái hơi thở hoặc là thấy biết đó, thì cái lúc đó chúng ta nên đi theo cái này. Lần sau ở trong cái trước khi mà sư cô đi giảng tiếp cái phần mới đó, thì sư cô sẽ nói cái phần là cái lúc mà mình chết đó, thì là cái tất cả những cái gì nó diễn ra trong cái thân hành, cái khẩu hành và cái ý hành của mình ra sao, và những cái chi phần nào trong đó nó hoạt động để bây giờ khi mình còn sống đó mình ráng được chút nào hay chút đó thôi. Chúng ta nghĩ